Hoàng Hồng xin chào toàn thể tất cả mọi người đang theo dõi video này. Sau đây Hoàng Hồng sẽ kiểm tra cặp mic song ca đa năng trước lúc gửi đi cho chị Nguyễn Thị Liên ở Vĩnh Phúc. Chị mua cặp mic này để hát ra dàn karaoke gia đình. Trước lúc gửi cho chị, xin tặng chị và cả nhà cùng nghe bài hát về mảnh đất Vĩnh Phúc có tên gọi Theo về Vĩnh Phúc cùng anh, viết theo làn điệu Đường Trường Bán Thước. Anh đã đi khắp mọi miền tổ quốc, ít thấy đâu đẹp bằng Vĩnh Phúc quê ta. Mây trắng bồng bềnh nơi Tam Đảo nguy nga, anh điền sang cho Xuân Hòa thêm huyền diệu. Thiền viện Trúc Lâm bóng hồ soi rằng liễu, như sợi tơ tình nối ta lại gần nhau. Đất Phật Tây Thiên vẫn tươi thắm một màu, về đầm Vạc chung nhịp cầu xuyên mai trúc. Theo bước chân em về cùng anh xa xa cùng đi đinh tam ca.
trọn đi đời. Xin cảm ơn cả nhà đã cổ vũ và lắng nghe cho Hoàng Hồng.